Tôi tên là Nguyễn Thị Thủy, giáo viên trường tiểu học Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tham gia hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021, chủ đề cuốn sách tôi yêu. Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống? Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật đơn điệu, tẻ nhạt? Hay bạn đã từng cúi đầu trước chiếc điện thoại hàng tiếng đồng hồ và cô đơn trong thế giới của bản thân mình mà ngại giao tiếp với những người xung quanh? Tôi đã từng có khoảng thời gian như vậy, và thật may tôi đã được trải lòng mình với thế giới diệu kỳ, hòa quyện tâm hồn mình với những câu chữ trong những cuốn sách quý giá. Tôi mê sách, từ đó tôi đã thay đổi bản thân mình, học được cách đối mặt với khó khăn. Có những cuốn sách có thể làm thay đổi nhận thức của con người về thế giới xung quanh, cũng có những cuốn sách khi đọc có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Bài giảng cuối cùng của tác giả Randy Paul, giảng viên của một trường đại học nổi tiếng Carnegie Mellon, chính là một trong những cuốn sách có tầm ảnh hưởng như thế. Đây vốn dĩ là cuốn sách được xây dựng trên một bài giảng cuối cùng của giáo sư tin học Randy Paul khi ông đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Và sau này, nó được Jeffrey Zaslow, cây bút tài tình của tạp chí Wall Street Journal, biên tập thành sách, gồm 53 bài giảng. Đó chính là những bài giảng cuối cùng trong sự nghiệp giáo dục của Randy. Tại Việt Nam, cuốn sách được mua bản quyền và xuất bản bởi nhà xuất bản Lao Động. Thiết kế cuốn sách nhỏ gọn, phù hợp để bạn có thể mang theo bên mình và đọc nó trong thời gian rảnh rỗi. Trang bìa được trình bày giản dị với hình vẽ ngộ nghĩnh và phông chữ rõ ràng, thiết thực như chính nội dung của nó. Tôi nhớ hôm đó khi mình đang chán nản, chìm đắm trong sự trách móc bản thân trước sự khó khăn trong công việc, thì tôi tìm thấy câu nói trong chính cuốn sách này: chúng ta không đổ được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó. Đây cũng là câu nói nổi tiếng của giáo sư Randy Paul trong tác phẩm bài giảng cuối cùng. Khi nhìn thấy dòng chữ đó, hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, tôi nhận ra rằng mình không thể cứ than vãn mãi bởi những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta có vượt qua được khó khăn hay không tùy thuộc vào cách mà chúng ta nhìn nhận vấn đề. Nói về cuốn sách này, tôi thực sự ấn tượng bởi lối suy nghĩ lạc quan của chính tác giả khi biết mình đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng những lời ông nói trong cuốn sách không phải về cái chết, mà là về quá trình vượt qua các chướng ngại. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra bạn có ít hơn là bạn nghĩ. Đó là triết lý mà Randy đúc kết từ cuộc sống. Đi sâu vào cuốn sách này, bạn có thể hiểu ra nhiều điều thú vị xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Mỗi câu chuyện có thể là kỷ niệm, là hành trang để mỗi người mang theo suốt cuộc đời. Ví dụ như ở câu chuyện thứ tư, xổ số độc đắc mang tên bố mẹ, trang 43, đã cho tôi một cái nhìn mới về cách giáo dục con cái. Dưới sự ngưỡng mộ của chính tác giả dành cho bố mẹ mình, tôi nhận ra rằng mình không nên áp đặt cách nghĩ của bản thân lên những đứa trẻ. Hãy để chúng phát triển theo cách mà chúng muốn, và việc bố mẹ cần làm là quan sát và dẫn dắt chúng để không đi sai đường. Những triết lý từ người cha rằng khi ta ở tâm thế của kẻ mạnh, trong công việc hay các mối quan hệ, ta vẫn phải cư xử một cách công bằng. Bởi khi ngồi ở ghế tài xế, không có nghĩa là con có thể điều khiển vô lăng gây án mạng. Để rồi, những triết lý đó đã để lại cho Randy Paul ấn tượng về cha của mình là người uyên thâm mọi lẽ. Bạn đã là cha mẹ của những đứa trẻ, hay bạn đang sống trong sự bao bọc của cha mẹ mình? Hãy thử tưởng tượng một chút, nếu như căn nhà của bạn luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, bức tường sạch bóng không một vết bẩn, nhưng một ngày con của bạn xin phép được tự vẽ lên phòng của mình, bạn có đồng ý không? Tôi tin chắc đa số chúng ta sẽ không đồng ý. Nhưng qua những chia sẻ của Randy Paul trong cuốn sách này, hồi bé, ông đã từng như vậy và được sự đồng ý của chính bố mẹ mình. Ông được thoải mái sáng tạo những thứ ông thích, mặc dù những hình vẽ đó đối với người lớn là kỳ quặc, nhưng mỗi lần các bạn nhỏ đến phòng ông đều vô cùng ngưỡng mộ. Và đối với chính bản thân ông, đó là niềm tự hào của tuổi thơ, để mỗi lần vào phòng, ông đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Điều tôi muốn nói ở đây chính là cách giáo dục con cái của họ có thể hơi khác với mọi người, nhưng tôi tin cách giáo dục đó sẽ mang lại sức sáng tạo cho mỗi đứa trẻ. Thật tuyệt vời đúng không nào? Randy Paul rất mê bóng bầu dục. Trong cuốn sách này, ông đã chia sẻ về đam mê của mình, và tôi ấn tượng nhất
là cách ông kể lại về quá trình tập luyện gian khổ của ông. Người huấn luyện viên rất nghiêm khắc. Đối với những đứa trẻ, đó là một sự khổ luyện. Nhưng sau buổi tập, người thầy đã nói với ông rằng đó là một điều tốt. Khi em làm sai mà không ai nhắc nhở gì nữa thì có nghĩa là họ đã bỏ rơi em. Chính bởi vậy, mỗi lần được đồng nghiệp hay mọi người xung quanh góp ý, tôi luôn vui vẻ đón nhận, thay vì có những suy nghĩ tiêu cực rằng họ luôn cố ý làm khó mình. Bởi khi mình sai mà không còn ai góp ý, lúc đấy mới thật sự là bị bỏ rơi. Mỗi lần học sinh tôi phạm lỗi, tôi đều có những hình thức nhắc nhở nghiêm khắc. Nhưng trên tất cả, tôi muốn các em biết rằng tôi làm thế là để các em tốt lên. Và tôi cũng rút ra bài học cho mình rằng, thay vì việc cố định hướng trẻ bằng những lý lẽ và nguyên tắc của người lớn, hãy giao việc cho chúng, những việc mà trẻ không làm được ngay. Chúng sẽ phải phấn đấu cật lực cho tới khi làm được mới thôi. Quá trình đó chắc chắn sẽ là sự rèn luyện vô cùng quý giá đối với mỗi đứa trẻ. Vâng, tôi sẽ không nói quá nhiều về nội dung cuốn sách. Tôi chỉ muốn nói rằng đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Tôi tin rằng bạn sẽ rút ra được rất nhiều bài học bổ ích cho bản thân và thay đổi những quan điểm trong cuộc sống của mình một cách tích cực hơn khi đọc nó. Cuối cùng, tôi chúc bạn có những giờ phút bổ ích khi đọc cuốn sách này.